Bất cứ tu môn tam muội gì đều phải đầy đủ viên mãn thanh tịnh, tu thiền định thì đắc được thiền định tam muội, tu nhẫn nhục thì đắc được nhẫn nhục tam muội, tu niệm Phật thì đắc được niệm Phật tam muội, tu quán tưởng thì đắc được quán tưởng tam muội. Tóm lại, tu pháp môn gì thì đắc được tam muội pháp môn đó. Biện tài tức là khéo biện luận. Những vị đại Bồ Tát này biện luận với bất cứ người biện luận nào cũng đều là người thắng lợi. Biện tài giống như biển cả rộng lớn không có ngàn mé, cho nên nói vô tận biện tài. Có bốn vô ngại biện. A. Pháp vô ngại biện, nói rõ được các pháp. Ở trong giáo pháp không có gì mà chẳng hiểu biết nhưng không chấp trước. B. Nghĩa vô ngại biện, biết được nghĩa lý sai biệt của giáo pháp mà thông đạt vô ngại. C. Từ vô ngại biện, từ vô ngại biện nói được ngôn ngữ của các nước, thông đạt tự tại, ở trong một lời cũng có nhiều thứ nghĩa lý. D. Lạc thuyết vô ngại biện, có pháp nghĩa từ ba trí huệ vô ngại biện, vì chúng sinh ưa thích mà khéo léo thuyết pháp. Đầy đủ công đức của Phật, tôn nghiêm đáng kính, biết rõ căn tánh của chúng sinh, theo đó mà giáo hóa điều phục, nhập vào pháp giới tạng trí vô sai biệt, chứng được giải thoát của Phật sâu rộng quảng đại. Những vị đại Bồ Tát này đều đầy đủ công đức của Phật, cho nên tất cả chúng sinh đều cung kính các ngài. Không những phải cung kính mười phương chư Phật và Bồ Tát, mà các bậc A-la-hán đại thánh nhân cũng phải cung kính. Chúng sinh cung kính các ngài cũng biết căn tánh của họ, lợi hay là độn, nếu lợi căn thì nói pháp thật tướng, nếu độn căn thì nói pháp phương tiện hoặc pháp ví dụ, khiến cho họ thấu rõ, khai ngộ. Vì những vị Bồ Tát này biết căn tánh của họ, cho nên biết được nên dùng pháp gì để hóa độ họ, điều phục họ, khiến cho họ có tâm kính sợ. Trí huệ của các vị Bồ Tát này với pháp giới hợp mà làm một, đắc được trí vô sai biệt mới chứng được giải thoát. Sự giải thoát này lìa tất cả chấp trước, chẳng có chấp người cũng chẳng có chấp pháp, do đó người không pháp không. Xưa kia có vị sa di nhỏ tuổi giảng pháp, giảng đến chỗ chẳng còn pháp để giảng thì lén trốn bỏ đi. Người có pháp đợi rất lâu mà chẳng nghe nói gì nữa, bèn ngẩng đầu lên nhìn thì chẳng thấy người thuyết pháp nữa, lúc đó bèn đốn ngộ đạo lý người không pháp không. Những vị đại Bồ Tát này đều chứng được giải thoát của Phật, buông xả đặng thì đắc được tự tại tức là giải thoát. Cảnh giới này sâu như biển cả, rộng như pháp giới. Các ngài trong quá khứ đã từng làm thầy của Phật Thích Ca Mâu Ni, bây giờ lại làm đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên nói cảnh giới này sâu rộng quảng đại. Chẳng giống như phàm phu chúng ta có tâm chấp trước, các ngài chẳng có tâm chấp trước. Tùy phương tiện nhập vào một bậc mà dùng sở trì của tất cả biển nguyện, thường cùng với trí huệ suốt thuở vị lai thấu rõ được cảnh giới, rộng lớn bí mật hiếm có của chư Phật, khéo biết tất cả các pháp bình đẳng của chư Phật. Những vị Bồ Tát này tùy thuận pháp phương tiện mà nhập vào tất cả các bậc. Pháp phương tiện chẳng dễ gì thực hành, xem ra là phương tiện nhưng thực hành thì chẳng phương tiện. Địa vị Bồ Tát thực hành thì phương tiện, nhưng địa vị phàm phu thực hành thì chẳng tự tại chút nào. Bồ Tát tu hành thì phải phát hạnh nguyện, nguyện phải lớn, hạnh phải chân thật. Nếu phát nguyện không lớn thì có lúc sẽ sinh tâm thối chuyển, cho nên tín nguyện hạnh như đỉnh ba chân, thiếu một thì không được. Một, tín tâm, trước hết phải sinh tâm tin, cho nên tin là nguồn gốc mẹ công đức dưỡng lớn tất cả các căn lành. Tin pháp do chính Đức Phật nói ra, tin kinh điển là pháp của Phật nói. Hai, nguyện lực, sinh tâm tin rồi thì phải phát nguyện rộng lớn, rộng như biển cả, như thế thì mới sinh ra được sức lực để giáo hóa chúng sinh. Ba, hành, phát nguyện mà không thực hành thì như hoa nở trong hư không, chẳng kết được quả thật, chẳng có ích gì. Dùng nguyện lực để chi trì và trợ giúp thì thường cùng với trí huệ, có trí huệ thì thường sinh chánh tri chánh kiến, không có trí huệ thì sinh tà tri tà kiến. Chánh tri chánh kiến thì đi trên con đường của Phật, tà tri tà kiến thì đi vào địa ngục. Nếu muốn không đọa địa ngục thì phải có chánh tri chánh kiến. Bồ Tát suốt kiếp thuở vị lai mới biết rõ cảnh giới rộng lớn vô biên không thể nghĩ bàn, hy kỳ ít có của chư Phật.
Các ngài đều biết sự thực hành của chư Phật là pháp bình đẳng. Những gì chư Phật nói là pháp bình đẳng, pháp chứng đắc của chư Phật cũng là pháp bình đẳng. Do đó, Phật Phật đạo đồng, thể tính bình đẳng, pháp thân không hai, trí huệ bình đẳng tức không tăng không giảm, trong ngoài bình đẳng, bị nguyện ứng khắp, đã đạt được bậc phổ quang minh của Như Lai, nhập vào biển tam muội vô lượng môn, đều tùy loại mà hiện thân khắp tất cả chỗ, đồng với thế gian mà thật hành pháp thế gian. Những vị Bồ Tát này đã đạt đến bậc phổ quang minh của Phật. Bậc phổ quang minh tức là bậc trí huệ, vì các ngài cùng hành thực tiễn pháp của Phật dạy, cho nên mới đắc được trí huệ chân thật của Phật. Định lực của các ngài như biển cả, cho nên các ngài nhập vào biển tam muội vô lượng môn. Những vị Bồ Tát này trong tất cả thời, tất cả chỗ đều tùy thuận chúng sinh mà hóa thân